Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliet Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 11: Đêm bị phù phép. Nhanh nhẹn, Marianne leo lên cầu thang, bước qua tấm pano để mở, nhưng trước khi khép nó lại, cẩn thận quan sát cơ chế bên ngoài và bên trong. Thật vậy, nó có thể mở ra từ hai phía bằng một nắm cửa trong cầu thang nhờ nhấn vào một khuôn hình mã vàng trong phòng. Rồi vì sắp đến giờ Agathe mang đến cho nàng một tách trà vào buổi sáng, Marianne vội bỏ chiếc áo và sandal và chui vào giường. Bằng mọi giá là không muốn rằng Agathe đã hoảng sợ đến thế, khám phá ra chuyến thám hiểm vào lúc rạng sáng. Dùi trong đống gối, nàng cố gắng bình tĩnh suy nghĩ đủ điều ấy không dễ. Khám phá ra tấm pano trong đêm, ngôi đền ở rừng thưa, bức tượng và cơn điên của Matteo có điều gì đó lai chuyển hệ thần kinh còn vững chãi hơn cả nàng. Và còn có cuộc hẹn đặc biệt và đe dọa mà hắn đã nói với tình nhân bằng cẩm thận. Những lời lẽ kỳ lạ đó có nghĩa là gì? Hắn muốn đến làm gì ban đêm trong đống đổ nát, và trước tiên tòa nhà bị thiêu cháy, và trên đống đổ nát có pho tượng ngữ trị là gì? Người ta đã tổ chức thờ phụng điều gì, và còn tổ chức nữa hay không? Và Matteo muốn dâng hiến cho nghi lễ tối tăm và điên rồ nào vào đêm nay? Tất cả những câu hỏi đó cứ đang treo trong tâm trí của Marianne mà nàng không thể tìm được câu trả lời. Ban đầu nàng có ý định hỏi Donna Lavinia thêm một lần nữa, nhưng nàng biết rằng sự chất vấn của nàng làm người phụ nữ tội nghiệp đau khổ. Có lẽ khó hồi phục hơn chuyện hồi đêm qua. Và rồi có thể rằng bà không biết về nữ thần lạ lùng mà người quản gia tôn thờ kín đáo như điên. Chính hoàng thân có biết người thư ký và quản gia của mình bận việc gì vào mỗi đêm không? Và nếu ngài biết, ngài có đồng ý trả lời Marianne và đồng ý cho nàng nghe không? Tốt nhất là nên hỏi chính Matteo và giữ chút ít thận trọng. Mặt khác, không phải nàng đã ra lệnh hôm qua với Donna Lavinia gọi ông ta đến vào đầu giờ sao? Chúng ta sẽ thấy, nàng nói giữa hai hàm răng. Quyết định rồi, Marianne nuốt tách trà nóng hổi mà Agathe vừa mang đến cho nàng. Sau khi nàng làm vệ sinh và cho mặc trang phục, ngày nay hứa hẹn sẽ nóng sốt hơn ngày hôm qua. Nàng chọn một chiếc áo bằng lụa Rucona màu vàng lưu quỳnh, thêu nhiều hoa cúc trắng và đôi giày da hài hòa. Ăn mặc màu sáng và vui tươi đối với nàng có lẽ là cách tốt để tranh đau chống lại những cảm giác khổ sở mà đêm qua đã để lại. Rồi vì Donna Lavinia báo với nàng rằng người quản gia sẵn sàng cho nàng say khiên, nàng vào phòng khách nhỏ nối liền với phòng ngủ của nàng và ra lệnh cho người ta đưa hắn vào. Ngồi trước một bàn viết nhỏ, nàng nhìn hắn đến gần và cố giấu một cách tốt nhất nỗi ác cảm mà hắn gợi ra cho nàng. Cảnh tượng ở rừng thưa còn quá mới và hiển hiện trong tâm trí nên sự ghê tởm vẫn còn gần gần ngoài da. Nhưng nàng muốn biết vài điều thì phải tự chủ tuyệt đối. Mặt khác, hình như hắn không hề xúc động khi ở đó, liệu có ai thấy không? Đứng trước thiếu phụ với thái độ tôn kính, thề rằng là tôi tớ kiểu mẫu chứ không phải là hạng người xấu xa để vào phòng thiếu phụ như một tên trộm. Khi cơn buồn ngủ khiến nàng không tự vệ được, để tạo một thái độ và ngăn cản những ngón tay sung lên, Marianne đã cầm một cây viết lông ngỗng trên bình mực và đùa nghịch với nó, hờ hững. Nhưng vì nàng giữ im lặng, Matteo mở đầu câu chuyện trước. Đức bà cho gọi tôi, nàng ngước nhìn hắn với ánh mắt hờ hững. Phải, Signor Damignani, tôi đã cho gọi ông. Ông là quản gia trong lãnh địa này, và với tước hiệu này, tôi nghĩ rằng không có chi tiết nào liên quan đến nó mà ông lại không biết. Tôi nghĩ rằng thật sự biết rõ lãnh địa tận tường, hắn nói với nụ cười nửa miệng. Vậy ông có thể cung cấp thông tin cho tôi, chứ hôm qua hơi nóng quá nặng nề đến nỗi các khu giường cũng quá ngột ngạt. Tôi đã tìm chỗ ẩn nấp và có hơi mát ở trong động suối phun. Nàng ngừng lại, những ánh mắt nàng không rời người quán gia, và nàng tin rằng đã thấy đôi môi dày của hắn cắn nhẹ, với vẻ quẩy quái giả dờ, nhưng không để từng chữ bay hơi, nàng nói tiếp. Tôi đã có thể thấy một trong những tấm thảm căn bị dời chỗ nhẹ để một luồng khí thổi qua, và tôi thấy cái lỗ mà nó ngụy trang. Tôi sẽ không phải là đàn bà nếu tôi không hiếu kỳ, và tôi đi theo lối đi đó và khám phá ở cuối đường những di tích của một công trình bị thiêu cháy. Nàng cố ý không nói đến pho tượng,
Nhưng lần này nàng chắc chắn, dưới làn da rám nắng, Matteo đã tái mặt, đôi mắt chợt xa sầm, hắn khẽ nói, tôi thấy, tôi có thể nói với đức bà rằng, hoàng thân không thích biết bà đã khám phá ngôi đền nhỏ, đó là một đề tài cấm kỵ với ngài, và tốt hơn, lĩnh bà. Tôi là người duy nhất phán đoán điều gì là tốt nhất cho tôi, Signor Damiani. Nếu tôi nói với ông, có lẽ vì tôi không hề có ý định hỏi chồng tôi về chuyện này, với lý do mạnh mẽ là liệu nó có làm ngài khó chịu hay không. Nhưng ông sẽ trả lời tôi, tại sao tôi lại làm điều đó? Người quản gia nói nhầm với vẻ sức sượt mãn không thể làm chủ. Vì tôi là công nương Santana, dù ông muốn hay không, dù ông có hài lòng hay không, tôi đã không nói. Ít nhất hãy khách sáo, đừng ngắt lời tôi. Hãy biết điều này, khi tôi đặt một câu hỏi cho ông, tôi mong ông trả lời tôi. Tất cả tôi tớ của tôi biết điều đó, nàng nói thêm và cố ý nhấn mạnh chữ tôi tớ. Chỉ còn ông là cần biết điều đó. Hơn nữa, tôi đánh giá xấu điều có thể ngăn ông trả lời tôi. Nếu nơi đó phải bị bưng bít, nếu nó nhắc cho chủ của ông những kỷ niệm u ám, sao ông không bít lối đi? Được ông không ra lệnh cho tôi điều đó. Và ông chỉ hành động theo lệnh về hình thức của hoàng thân, phải không? Nàng mỉa mai, hắn cứng người nhưng có vẻ chủ động. Ánh mắt lạnh da của hắn nhìn chăm chú vào mắt thiếu phụ. Đúng vậy, tôi theo lệnh của đức ông. Sung sướng vì đã thắng, nàng nở một nụ cười. Tôi cảm ơn ông. Vậy thì hãy nói cho tôi biết đơn giản ngôi đền nhỏ đó là gì? Và nhất là ai là người đàn bà có bức tượng lỏng lẫy và đáng ngạc nhiên ngự trị trong đống quan tàn đó? Và đừng nói với tôi đó là một di tích cổ xưa, vì tôi sẽ không tin ông đâu. Tại sao tôi lại nói dối? Pho tượng đó, thưa lệnh bà, là tượng của Dona Lucinda, bà nội của hoàng thân chúng ta. Có phải là trang phục của tượng hơi quá sơ sài đối với một bà nội? Ở chỗ chúng tôi bên Pháp, người ta ít gặp kiểu tượng đó. Nhưng người ta gặp kiểu đó ở các cô em gái của hoàng đế. Thốt lên, công nương Borghese chẳng phải đã làm cho sắc đẹp mình bất tử trong cẩm thạch với những nhát dao khác của Canova sao? Dona Lucinda cũng làm như vậy. Bà không thể tưởng tượng sắc đẹp của bà ấy ra sao đâu. Có điều gì đó khiếp đảm không chịu nổi. Và bà biết chơi đùa với nó như một nghệ thuật quỷ quái. Tôi đã thấy những người đàn ông bò lên dưới chân bà phát điên, tự sát vì bà, mà lúc ấy bà đã vượt qua tuổi 80. Nhưng bà ấy bị quỷ ám như một dòng thác vượt qua rào chắn. Bây giờ Matteo nói như thể hắn không thể ngừng. Và Marianne trong thoáng chốc quên sự ghê tởm và thức giận. Nghe hắn bị cuốn hút, nàng đành thì thầm. Ông đã biết bà ấy à? Hắn ra hiệu là có, nhưng quay mặt đi khó chịu vì cái nhìn chăm chú của thiếu phụ. Rồi hắn nói thêm giận dữ. Tôi 18 tuổi khi bà ấy chết, bị thiêu cháy, bị thiêu sống trong đền mà trong cơn điên. Bà ấy đã cho dựng lên vì vẻ lộng lẫy của chính mình. Bà ấy tiếp đón ở đó các nhân tình, luôn được chọn lựa trong những người nông dân, sơn cướp hay thủy thủ, vì cơn đam mê của bà không ngang hàng những cơn yêu cuồng nhiệt của bà. Nhưng tại sao trong dân chúng, với vẻ dữ dội đột ngột, hắn quay lại về phía Marianne, trán cúi xuống như một con bò mộng sắp cụng, và Marianne run rẩy khi nghe trong giọng nói đó gầm thét ngọn lửa địa ngục mà Lucinda nàng đón vậy chắc là thắp lên. Vì sau đó bà ấy có thể làm họ biến mất mà không ai hỏi tới. Những người thuộc đẳng cấp của bà, những người cũng biết cách làm bà thỏa mãn, dĩ nhiên bà giữ họ lại vì chắc chắn về sự phục tùng và cam tâm làm nô lệ của họ đã bị bà áp đặt, nên không có chung thì họ không sống được nữa. Nhưng bao nhiêu chàng trai trẻ đã biến mất không để lại dấu vết nào sau khi đã trao trong một đêm yêu đương cả tuổi trẻ và sự nồng nhiệt cho con sói cái không bao giờ biết nói. Không ai cả, không ai có thể tưởng tượng người đàn bà đó là thế nào. Bà biết đánh thức những bản năng tệ hại nhất, những trò điên rồ xấu xa nhất, và bà chỉ thích cái chết kết luận cho tình yêu. Có lẽ sau tất cả, huyền thoại đã có lý. Huyền thoại, người ta nói rằng sắc đẹp đó từ chối bị tàn héo là kết quả của một hiệp ước ký với quỷ. Một tối nọ, bà ta lo lắng hỏi một trong những tấm gương trong phòng mình. Bà thấy một chàng trai đẹp mặc đồ đen xuất hiện và đổi lấy linh hồn bà, tặng cho bà 30 năm sắc đẹp không biến chuyển, 30 năm khoái lạc và chế ngự. Người ta nói bà chấp nhận rằng thời gian trôi qua, nhưng bà đã mắc lừa trong cuộc mua bán đó.
vì 30 năm chưa trôi qua. Thì một buổi sáng, các đầy tớ khi vào phòng bà chỉ thấy một bộ xương lúc nhúc dòi bỏ. Thầy Marian đứng lại kêu lên một tiếng kinh tởm. Hắn nói thêm với một nụ cười khinh bạc: đó chỉ là một huyền thoại thưa lệnh bà, sự thật hoàn toàn khác. Vì tôi đã nói với bà, Dona Lucinda tử nạn trong một đám cháy tàn phá ngôi đền, một chủ quá quạng do chính bà thắp lên trong đêm, mà bà thấy một nếp nhăn ở khóe miệng. Và bà chắc sẽ hỏi tôi, thưa công nương, tại sao bà ấy lại chọn cái chết khủng khiếp đó? Tôi sẽ trả lời câu đó: bà không muốn tấm thân tuyệt vời của mình mà bà yêu quý biết bao phân quỷ dần trong lòng đất, biết được sự rửa nát khủng khiếp. Bà thích tự tiêu diệt mình trong ngọn lửa. Đó là một đêm kinh khiếp, ngọn lửa gầm rú và ánh lửa cô thấy được từ xa đến nỗi những người nông dân sợ hãi thề rằng đó là ngọn lửa địa ngục mở ra trước bà. Tôi còn nghe tiếng kêu hấp hối, một tiếng hô của sói cái, nhưng tôi biết bà ấy không hoàn toàn biến mất, bà ấy còn sống. Ông muốn nói gì? Marian kêu lên, cố gắng xua đuổi nỗi khiếp đảm mà nàng bị xâm chiếm. Matteo quay nhìn nàng với ánh mắt đầy ảo giác. Hắn có một nụ cười, lật đôi môi để lộ những cái răng vàng và lấy lại giọng bí ẩn có quyền lực bùa chú kỳ lạ. Bà ấy chắc vẫn luôn rình rập trong ngôi nhà này, trong khu vườn, trong phòng của bà mà bà ta ngâm cô trần truồng để không ngừng so sánh, trong những chiếc gương sắc đẹp của bà và pho tượng mà bà đã dựng lên. Bà ấy đã mang lại đây lời nguyền là sự trả thù của mình, bà cũng không thể ngăn cản bà ta. Đột ngột hắn đổi giọng và hỏi một cách đầy chết chóc: có phải lĩnh bà công nương mong biết thêm điều gì nữa? Một ý chí thình lình dứt ra khỏi sự yểm bùa mà tên quản gia đã nhấn chìm nàng. Nàng đỏ mặt dữ dội dưới cái nhìn sức sượt mà hắn bao phủ lên nàng, và nhìn xăm soi nàng một cách táo bạo, và nàng muốn trả đũa. Nhìn thẳng hắn một cách kiêu kỳ, nàng đáp lại: phải, có phải chính ông cũng là tình nhân của người đàn bà đó, vì bà rất thích nông dân? Hắn không ngừng do dự bằng giọng đắc thăng, hắn nói: nhưng phải thưa lệnh bà, và hãy tin tôi không thể quên những giờ mà bà ấy cho tôi. Không thể chịu đựng lâu hơn nữa sự ghê tởm, Marian chỉ cho hắn bằng một cử chỉ rằng nàng không cần hắn nữa. Nhưng còn lại một mình, nàng gục xuống và ngồi đờ ra trong ghế một lát, tìm cách chế ngự cơn khủng bố dậy lên trong lòng. Toàn bộ vẻ đẹp của lãnh địa này mà có lúc nàng thấy yên bình và niềm chú yên tĩnh dường như đã trở nên đầy thói hư tật xấu, nhơ nhớp biến dạng vì hồi ức của người đàn bà quỷ quái đã in dấu của mình đến mức đó. Nhớ đến cái bóng của người kỵ sĩ mặc áo màu sẫm trong đêm lên lưng ngựa Iterim, hình ảnh quay phai tự nhiên mà người đó tạo nên, và con vật nàng cảm thấy nhen lên lòng thương hại, vì nàng có cảm giác giữa hoàng thân và lời nguyền đè nặng lên ngài là một cuộc tranh đấu không ngừng tái diễn, luôn bị thua, luôn lặp lại. Nàng phải kêu gọi toàn bộ lý trí để không hỏi ngay lập tức, soạn hành lý xe cộ để không chạy trốn, không chậm trễ về nước Pháp. Ngay cả tiếng động của thác nước cũng chứa đầy đe dọa với nàng. Nhưng có đứa hồng y mà nàng đã hứa sẽ chờ, và còn lời hứa lạ lùng mà Matteo đã hẹn với cái bóng của Lucinda. Lời hứa đó, nàng muốn biết nó chứa đựng điều gì, và nếu cần thì can thiệp. Có thể đó là cách giải bùa chú trục con quỷ gắn với ngôi nhà dòng họ Santana chăng? Ánh mắt nàng thơ thẩn và chợt nhìn vào gia quy được thêu ở lưng ghế, và nàng khám phá nó có giá trị tượng trưng kỳ lạ: con rắn và kỳ lân, con vật có độc độc bò trường im lặng chết người, và con vật quyền thoại hoặc lòng trăng và đầy ánh sáng. Cuộc chiến này phải ngừng trước khi con nàng chào đời, vì nàng không muốn nó cai trị trong cái thế giới của Lucinda. Bản năng làm mẹ thức dậy trong nàng, xua đẩy dữ dội bông tôi nhẹ nhất của số phận đứa trẻ. Và để làm điều đó, nàng Marian phải chấm dứt với lũ quỷ. Tối nay nàng sẽ thu xếp để bắt gặp mối dây nối kết Matteo và người chết bị nguyên rủa, dù nàng phải liều cả tính mệnh của mình. Sau đó buộc phải gây chú ý cho người chồng vô hình, nàng sẽ hành động như lương tâm mách bảo. Nhưng khi đêm trùm phủ biệt thự và các khu vườn,
những dự định anh hùng của Marianne tan biến trước những mối lo nguyên sơ nhất. Nỗi lo mà nàng chưa từng cảm thấy, đó là sợ bóng tối ẩn chứa những mối nguy hiểm xa lạ. Ý định quay lại đó trong khu vườn hắc ám, bây giờ nàng biết sẽ gặp lại bức tượng quỷ quái làm nàng lạnh buốt đến xương tủy. Chưa bao giờ nàng có nỗi sợ như thế, ngay cả sau khi Francisca Mia trông thoát. Và nàng sợ cho tính mệnh của mình, vì Francisca Rose chỉ là một con người, còn Lucinda là hiện thân bên kia thế giới vô hình, bất định. Nàng vẫn nhốt mình trong phòng phần lớn thời gian trong ngày, vì nàng sợ gặp tên quản gia lần nữa. Chỉ là buổi chiều hay hắn đi ra đường lớn, nàng mới xuống tàu ngựa, và ở đó nàng đã xem xét Inerim rất lâu, thử xem có dấu hiệu gì trên con ngựa giống xinh đẹp đó có thể cho nàng chìa khóa của câu đố bí hiểm mà chủ của nó hiển hiện. Nhưng không có lời đáp nào hiện ra cho câu hỏi mà nàng đặt ra. Nàng không hỏi Rinaldo đi theo nàng rất ngạc nhiên vì sự đối đầu giữa công nương và con ngựa nòi, bực bội vì làm cho người đại tớ trung thành bối rối, chắc chắn là rất tận tụy với chủ, với diện cơ đơn giản là nàng đã đánh giá cao điều gì đó. Trở về phòng, Marianne chờ đêm đến, hoàn thành bất định. Sự hiếu kỳ cực độ của nàng thúc đẩy nàng quay trở lại đó, gần những phế tích của ngôi đền bán bổ đó. Nhưng chuyện mà Matteo đã kể cho nàng về Lucinda gây cho nàng sự kinh tởm khó vượt qua, và nàng sợ gặp lại pho tượng ô quế và tên đầy tớ cuồng tính của nó. Nàng đã dùng bữa ăn khuya nhẹ và được mang lớn rất nhanh, và nàng nhờ những người hầu chuẩn bị cho nàng, nhưng nàng không đi nằm. Phòng ngủ nguy nga của nàng, cái giường kiêu hãnh của nàng giờ đây làm nàng ghê tởm. Nàng nghĩ bức tượng được dựng lên và không dám quay mắt về tấm gương, sợ đoán ra bóng ma của người đàn bà Venice quỷ quái. Mặc dù hơi nóng còn rất mạnh, nàng cho đóng các cửa sổ, những tấm rèm và con phản xạ sợ hãi trẻ con. Tận đai lòng nàng, nàng thấy thương hại, nhưng nàng không thể tự vệ. Dĩ nhiên tâm Panner di động và giữ sự chú ý của nàng một lúc khá lâu, và nàng đã chồng chất cả một dàn dao tạo bằng những chiếc bàn và ghế, và dài đôi giấc bằng kim loại như những chiếc chân nến nặng, chỉ với mục đích để không ai có thể đẩy nó mà không tạo ra một tiếng động lớn. Trước khi cho Agathe và Donna Lavinia lui ra, nàng đã yêu cầu người thứ hai gọi Gassit đến cho nàng. Ý nghĩ của nàng là đặt cậu đến xe trẻ, ngồi trên một tấm nệm trong hành lang nhỏ nối phòng nàng và phòng Agathe. Nhưng không biết những nỗi sợ mà cô chú của họ đang dùng dậy, Rashid đến chơi ở nhà Rinaldo suốt buổi tối. Cậu đã trở thành bạn của anh này, và anh ở một trang trại gần bên lãnh địa. Marianne buộc phải tự vệ một mình chống lại nỗi sợ. Nỗi sợ mà hàng trăm lần trong ngày đã khiến nàng chìa tay về cái chuồng nhỏ để gọi xe. Ý chí của nàng đã mạnh hơn, nhưng giờ đây nàng phải trải qua một đêm dường như đầy nguy hiểm với nàng. Vài giờ ngăn cách nàng với lúc mặt trời quay trở lại dường như kéo dài vô tận. Tốt nhất là nên ngủ, ngủ thật sâu, nàng tự nhủ, như vậy mình sẽ không bị cám dỗ quay lại rừng thưa. Vì mục đích này, nàng đã yêu cầu với Donna Lavinia chuẩn bị trà thảo dược đã rất thành công vào buổi tối đầu tiên. Nhưng lúc phải uống, nàng đã đặt nó lên đầu giường và không đụng tới. Nếu nàng đi ngủ quá sâu nên không nghe được tiếng đồ đạc được sắp đặt ở tấm pano rơi xuống. Trong trường hợp, không, thậm chí đêm nay phải là một giấc mộng khổ sở. Nàng phải chịu đựng toàn bộ và thật sáng suốt. Với một hơi thở dài nản chí, nàng đặt hai khẩu súng bên cạnh giường, cầm một quyển sách, trải ra và thử đọc. Đó là một tác phẩm của ông Chateaubriand, một quyển tiểu thuyết rất xúc động kể về tình yêu của hai thanh niên da đỏ, Sartac và Atala. Cho đến lúc đó, Marianne đã rất thích thú, nhưng tối nay, tâm trí nàng không tập trung. Nó lãng đãng rất xa khỏi bến bờ Meschascope, quanh khu rừng thưa mà ngoài chúa ra thì không biết có chuyện gì. Dần dần sự hiếu kỳ xưa cũ len lỏi và mờ ám quay lại với nàng. Sau cùng, Maria ném cuốn sách. Không thể nào, nàng nói lớn, nếu điều đó kéo dài mình sẽ phát điên mất. Và chìa tay ra, nàng nắm lấy chiếc chuông nhỏ nối nàng với phòng của Agathe và kéo dây. Nàng tính hỏi cô gái đến ngủ với nàng đêm nay có hai người nàng cảm thấy mình sẽ mạnh mẽ hơn để chống lại nỗi khiếp sợ cùng sự ham muốn được biết, và Agathe chính cô luôn sợ hãi sẽ rất mừng được ở cạnh cô chủ.
Nhưng Maria ngoài công chờ đợi, kéo chuông rồi kéo nữa, không ai đến. Nghĩ rằng có lẽ cô gái trẻ đã uống thuốc của Donna Lavinia, nàng đứng dậy khoác một chiếc áo choàng bằng vải batis, luồn chân vào giày vải và hướng về phòng của Agat. Nàng gõ cửa nhẹ trong đó, nàng thấy còn ánh sáng, không thấy ai trả lời. Xoay nắm cửa và mở ra, phòng trống rỗng. Một ngọn nến cháy đặt trên bàn ở đầu giường, nhưng không có ai trong giường và giải trải giường rơi xuống đất như thế. Khi ngồi dậy, cô thị nữ nhỏ đã bị kéo đi. Lo lắng, Maria ngước mắt máy móc vì cái chuông treo trên đầu giường và liên hệ với phòng của nàng. Một tiếng kêu ngạc nhiên pha lẫn tức giận thoát ra. Bị dồn vải, cái chuông không thể phát ra tiếng nào. Thật quá đáng, không chỉ Agat rời khỏi phòng vào ban đêm mà còn vô liêm sỉ đến độ bóp nghẹt tiếng chuông. Giả lại, để đi đâu, gặp ai? Không phải Rashid, cậu ở nhà Rinaldo, cũng không phải một người hầu khác, vì Agat không quen với ai và không rời đi đâu. Khi cô không ở với cô chủ, bám vái của Doña Lavinia, người duy nhất mà cô tin cậy trong nhà này, còn về. Maria sắp về phòng thì dừng lại và xem xét với vẻ nghĩ ngợi kiểu sắp đặt kỳ lạ của tấm vải trải giường. Nó sẽ không rơi xuống cách khác nếu cô gái không bị kéo ra khỏi giường. Người ta không muốn tháo một cái giường khi thức dậy. Trái lại, khi người ta bắt ai đó bất động hay không, Maria thình lình cảm thấy trái tim mình sẽ thắt lại. Một ý nghĩ khủng khiếp vừa hiển hiện trong lòng nàng. Cái chuông thiếu giọng vải trải giường bị kéo lê, ngọn nến còn cháy này, và cái đất rỗng trên đầu giường, cây tách vẫn còn mùi đặc trưng của món trà thảo dược trứ danh, kết hợp với một kẻ khắc tế nhị hơn. Agat không làm chủ được động tác của mình, người ta đã mang cô đi, và Maria đã sợ mình đoán được đó là ai. Những do dự cuối cùng của nàng nổ như thành mảnh vụn, đồng thời nỗi sợ sụt bụi tôi làm cho nàng căng sức cũng bay biến. Nàng chạy trở lại phòng, phá hết dàn giáo bảo vệ tấm pano, siết chặt chiếc áo choàng bồng bềnh quanh thân hình nàng nhờ có một chiếc khăn choàng, cầm một cây nến trên tay, đặt một tay vào thắt lưng và lao vào con đường lúc sáng. Nhưng lần này nàng đi rất nhanh, không do dự, do một cơn giận thúc đẩy, quét sạch đến thận trọng cuối cùng và bản năng an toàn. Nàng không cần tắt ngọn nến ở chân cầu thang, gió sẽ thổi nó giúp nàng. Hắn đã đứng dậy vào buổi tối, nhưng đằng sau những cánh cửa sổ mờ ảo, nàng đã không để ý. Trời mát hơn nhiều, khoai ra hít thở không khí không còn ngột ngạt. Nàng nghĩ chắc sẽ có mưa ở nơi nào đó. Bầu trời rất sáng vì trăng tròn, nhưng những đám mây bay qua rất nhanh, trong thoáng chốc che phủ chiếc dĩa bạc rộng. Sự im lặng đáng ngại đã ngừng, cả hoa viên xôn xao vì những chiếc lá, vì những cành lá lay động. Quả quyết, Maria đi sâu vào hang động và nàng đi một mạch, nhưng trong lôi đi dưới đồi, nàng chậm bước để không bị nghe thấy. Ở đó trong rừng thưa, một tia sáng đỏ xuất hiện. Trong lôi đi, trời rất lạnh và luồng không khí, và Maria run rẩy siết chặt hơn vào cổ họng chiếc áo choàng ngủ bằng vải batis. Khi gần đến cuối đường, trái tim nàng bắt đầu đập mạnh hơn, nhưng nàng yên tâm vì vũ khí trong lòng bàn tay, áp sát tường và ló đầu ra ngoài. Lúc đó nàng có cảm giác thế kỷ đã thay đổi, bỗng dọc rơi từ kỷ nguyên Napoleon đầy tiếng động giận dữ vinh quang, nhưng sôi sục một cuộc sống sôi nổi vào tận thời Trung Cổ sâu thẳm và đen tối nhất. Ở chân bức tượng có hai ngọn nến lớn bằng sáp đen soi sáng và hai bình lửa từ đó tỏa ra làn khói hăng hắc và những tia sáng lạ kỳ màu đỏ. Một kiểu bàn thờ đã được đặt trên các phế tích, nó chịu đựng hình dáng bất động của một phụ nữ khỏa thân và có lẽ bất tỉnh vì cô hoàn toàn bất động dù không thấy có dây trói. Một cây bình giống như đài hoa được đặt trên một tâm vang đặt dưới bụng cô. Kinh hoàng pha lẫn sợ hãi, Maria nhận ra Agat. Tuy nhiên nàng nén hơi thở khi sự im lặng sâu thẳm, dường như một hơi thở nhẹ nhất sẽ nảy sinh tai họa tệ nhất. Trước cô gái bất động, Matteo quỳ gối, nhưng sẽ không phải là Matteo mà Maria khó nhận ra. Hắn mặc một thứ áo lễ màu đen dài theo những dấu hiệu kỳ lạ và mở rộng trên ngực. Một dòng vàng nổi trên mái tóc xám của hắn. Đó không còn là người quản gia lặng lẽ của hoàng thân Santana, mà là phù thủy chuẩn bị cử hành một sứ thờ phụng ban bổ nhất và khổ xưa nhất từ đáy những năm tháng. Bỗng hắn bắt đầu đọc
bằng tiếng Latin những lời cầu nguyện khi nghe chúng, thì Marian không nghi ngờ gì nữa về chuyện hắn sắp làm. Thánh lễ đen, nàng nghĩ khiếp đảm trong khi ánh mắt nàng đi từ người đang quỳ gối đến pho tượng. Dưới ánh sáng hắc ám đó, dường như tấm máu, một cuốn sách bụi bặm phát hiện trong sâu thư viện Satan ngày kia làm nàng rất sợ hãi. Mô tả buổi lễ kinh khiếp đó, lát nữa có lẽ hắn sẽ kết thúc bài điếu văn linh thiêng Matteo sẽ dâng cho nữ thần của hắn, thay chỗ của tính Satan, nạn nhân được chọn lựa, nghĩa là hắn sẽ chiếm đoạt cô, rồi sau đó cắt cổ cô trên tấm thân thú vật của mình, hại một sinh vật sống. Điều đó được thông báo bằng con dao dài có lưỡi sang loa một cách hắc ám trên chân của Lucinda. Trừ khi chính hắn cắt cổ Agat, dịu dường như hợp lý hơn cả, vì không có dấu vết của sự sống nào khác hiển hiện trong rừng thưa. Bây giờ Matteo đã bước vào giai đoạn nhập đồng. Những lời hắn phát ra không còn hiểu được nữa, nhưng tạo thành một tiếng rì rào là Marian khiếp đảm. Mặt mở lên kinh hoàng, nàng thấy hắn đứng dậy, mở cái bình mà hắn đặt bên cạnh, hộ những cái hồn lên tâm thần của cô gái bất động và cầm dao lên. Một sự loa mắt ngang qua đôi mắt của Marian, như nỗi khiếp sợ của nàng đã bay biến một cách thần kỳ ngay. Rồi chọn nắp trong được hầm, nàng bước dài bước trong rừng thưa, giơ cánh tay có vũ khí, nhắm và lạnh lùng nổ súng. Âm thanh lấp đầy không gian, Matteo nhảy chồm lên, buông con dao và nhìn quanh hắn vẻ thất thần. Hắn không có vết thương nào vì Marian đã nhắm vào pho tượng, nhưng hắn rên lên khủng khiếp khi thấy cái cầm ngước lên của Lucinda đã biến mất. Cuốn cuộn, hắn muốn chạy về phía bà ta khi giọng nói lạnh lùng của Marian khiến hắn dừng lại. Đứng yên, Matteo, nàng nói và ném khẩu súng lục trở nên vô dụng và cầm lấy khẩu kia. Tôi có thể giết ông, nhưng tôi không muốn chủ của ông thiếu mất một tôi tớ tốt. Tuy nhiên, tôi có một viên đạn khác chĩa về phía ông nếu ông không vâng lời. Và ông có thể thấy tôi không bao giờ bắn hụt. Tôi đã làm biến dạng con quỷ cái của ông. Viên đạn kế tiếp sẽ bắn vào đầu ông. Mang Agat ra khỏi đây và trả cô ấy trở lại phòng. Đó là một lệnh mà tôi không lặp lại. Nhưng người đó có vẻ không nghe. Bò trên tay và đầu gối, hắn trường lên các vết tức, mắt cuồn loạn, miệng vặn vẹo, tuy nhiên tìm cách đứng lên. Những hòn đá cắt ngang người như hắn vẫn vô cảm, cũng như những dây gai cũng vậy. Dường như thật sự bị ma nhập, nhưng vì hắn tiến về phía nàng, nàng ghê tởm chuyện mình sắp buộc phải làm để tự vệ chống lại con người có lẽ là mảnh gấp đôi nàng, bắn vào người hắn. Dừng lại, nàng ra lệnh. Tôi bảo ông phải lùi lại, ông nghe không? Lùi lại. Hắn không nghe nàng, hắn đã đứng dậy và luôn tiến tới, tay chìa ra với ánh mắt ghê rợn của kẻ mộng du. Theo bản năng, Maria lùi lại, lùi lại nữa. Nàng không thể quyết định bắn, như thể một thế lực mạnh hơn ý chí của nàng làm tê liệt tai nàng. Nỗi kinh hoàng có lẽ là một loại thuốc tê. Và Matteo với gương mặt nhăn nhó, cao đen và đôi tai bị xé rách thật sự giống như một con quỷ do địa ngục mở ra. Marian cảm thấy sức lực rời bỏ nàng, nàng còn lùi lại nữa, tìm phía sau nàng với bàn tay còn trống lối vào đường hầm. Nhưng chắc nàng đã lệch đường và chỉ gặp cỏ dại và những chiếc lá. Nơi mà nàng có thể trốn hay biến mất ở đâu? Nàng lùi lại nữa, nhưng chân nàng dấp phải vài chướng ngại vật và thét lên khiếp đảm. Nàng té xuống một bụi rậm. Matteo luôn tiên tơi, tay chìa ra, dường như hắn lớn ra, lớn vô hạn. Khi té xuống, khẩu súng lục đã tuột khỏi tay nàng và Marian thấy mình sắp tiêu đến nơi. Nàng thét lên, nhưng tiếng thét của nàng nghẹn trong cổ họng, có một tiếng rền sấm sét. Và rồi phía bên kia rừng thưa, một sự xuất hiện kỳ lạ làm bật đám cỏ. Một con ngựa lớn màu trắng chở một kỵ binh màu đen khua sơi ngựa lên Matteo, và có vẻ khổng lồ với thiêu phủ đang kinh hoàng thay kỵ sĩ đó khi nàng thét lên lần nữa. Trước khi ngất xỉu, nàng có thể thấy ở một dạnh nó một gương mặt không đường nét, trắng nhợt và cứng đờ, có đôi mắt như hai lỗ đen và ngời sáng. Điều gì đó không có hình thể, chìm trong cơn xoay lốc đen của chiếc áo tròn rộng. Đó là một bóng ma trên lưng Indarim, một con ma bước ra từ bóng tối của nỗi kinh hoàng và chạy về phía nàng. Với một tiếng rên tuyệt vọng, nàng bất tỉnh.